mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello anh em và xin chào tất cả anh em. Có phải đổi con hổ nó vừa chạy qua mình luôn anh em. Vãi cả trưởng, đây à? Ui, chạy nhanh, kiếm đồ anh em ơi, phải kiếm đồ để xử nó. Thôi xong rồi, chạy đâu hả hổ ơi? Ui rồi ôi này, khủng long hổ cả, anh lại sợ chú quắc cơ. Ui, gài luôn một quả mìn ở ngay phía dưới, cao thủ thế em ơi. Ơ, làm sao, muốn cái gì hả? Chú tuổi gì? Chú nghĩ là chú tuổi hổ hay là chú tuổi khủng long mà chú sợ được anh á hả? Sơi anh này không dễ đâu nha. Hiện tại thì trong cái trận đấu này, Kẹo đang mặc cái bộ trang phục đó là người nuôi thỏ Neo nha. Ten ten để mình qua phía này coi nào. Hello hello. Bên này thì chưa thấy ai đâu anh em ơi. Ui, bên này nó lại vắng người quá cơ. Qua đây coi nào. Ten ten. Hello hello, có ai không? Không có ai cả. Hiện tại thì mình còn chưa có ra nữa cơ. Rất là hên khi mà mình vừa lượm được một cái ba lô ba, cực kỳ là ngon lành, cực kỳ là chất lượng nè. Ơ, thế thì bây giờ là phải kiếm giáp ở đâu hả anh em ơi? Ở đây thì mình lại không thấy giáp đâu. Chán nản quá nhỉ anh em. Lúc này là Kẹo đang sở hữu cái combo súng, đó là một cây A-Dub này, một cây MP40 luôn này. Xem là ở trong này thì chúng ta sẽ có gì nào. Thêm tí máu này. Ui vãi trưởng, thanh niên áo xanh. Ui làm sao đấy? Làm sao đấy hả em? Làm sao đấy hả em? Ui rồi ôi, lên bảng chưa em ơi? Lên bảng chưa, buồn chưa? Vậy là mình đã có được 2 kill ở trong cái trận đấu này rồi. Đậu xanh, nghĩ sao mấy thằng rơm rơm, nghĩ sao mà đòi sơi Kẹo vậy hả? Ten ten, mình sẽ cuốn cho full máu cái đã. Nếu như mà anh em full cây máu, các bạn sẽ cảm giác là chơi game tự tin hơn rất là nhiều luôn. Cơ bản 200 trên 200 máu cơ mà mọi người. Nào nào. Ui mà phải nói là tất cả những cái người chơi trong trận đấu ngày hôm nay, các bạn ấy kill nhau rất là nhanh luôn. 32 người trận đấy hả? Thề luôn, công kill nhau kiểu đấy thì tôi đúng là tôi sợ công luôn. Và mình thì không biết là ở cái khu vực làng thông này là còn có ai nữa hay không. Ok, tranh thủ thì ăn cây nấm ba củ và chúng ta sẽ có gì nào. Ui mình có được tận 100 EP luôn, rất là ngon lành. Nào, qua đây. Hello hello. Hello, có ai ở đây không vậy? Chưa thấy ai cả luôn này, các bạn lại chạy hết rồi phải không nào? Hay là anh em còn nghĩ là chúng nó không còn ai ở làng thông không vậy? Riêng mình nghĩ là chắc là phương án 2 rồi. Ui vãi trưởng, thật không thể tin nổi là ở làng thông vẫn đang còn người nhá. Qua đây, thằng nào vừa gáy vậy? Bây giờ là anh sẽ cho chú là tắt gáy lên nhà. Ui vãi trưởng, vãi trưởng, căn nhà Doraemon ngay phía bên tay phải trước mặt tôi luôn này. Vỡ cái đầu này. Anh nói rồi mà không nghe cơ, bây giờ là chú thích vỡ đầu thì anh chiều chú luôn. Thật là đáng lòng thanh niên. Ôi thật đáng lòng thanh niên các bạn ơi. Ê, mỗi lần kiểu giao tranh như này xong anh em mất rất là nhiều máu. Mình toàn phải dừng lại để quấn cho nó full máu luôn này. Còn ai nữa không đây? Còn thằng nào thì ra nốt luôn đi. Thề luôn mình chúa ghét cái thể loại gọi là anh em thi thoảng cắn trộm một cái xong lại chạy. Thề chơi game cực kỳ kiểu ghét cái thể loại đó luôn anh em. Đây rồi, hết mất đạn tiểu liên rồi, số nhỏ vậy. Vậy nên là có lẽ là Kẹo đành chơi cái combo. Đây, chúng ta có M60 với lại một cây A-Dub anh em ơi. Đang chơi phê phim tự nhiên hết đạn tiểu liên. Công nhận là tụt cảm xúc hẳn luôn đó mọi người. Ten ten ở đây, chúng ta có gì nào? Một thanh niên ngay phía trước mặt luôn. Mày láo với Kẹo đấy hả? Làm sao, muốn cái gì? Làm sao hả? Vỡ đầu luôn, không cần phải nói nhiều. Đó một pha vứt tâm cực kỳ là easy đến từ vị trí của sĩ Kẹo. Xong luôn, 4 kill luôn. Chú nghĩ chú là ai? Thì hiện tại cái bộ trang phục Kẹo đang mặc này, bộ trang phục người nuôi thỏ Neon, một bộ trang phục khá là xịn sò, ở trong cái vòng quay chế tác luôn nha mọi người ơi. Hiện tại thì anh em có thể là vào quay và có cơ hội trúng được cái bộ trang phục xịn sò thế này nha. Riêng Kẹo thì thấy là nó khá là ngầu, nó khá là chất chơi người rơi. Nghe bảo là cái bộ trang phục này ná giống người yêu Joker đó quần què như thế, mình không nhớ rõ tên nữa cơ. Cái này là anh em tự tìm kiếm nhá. Cái này Kẹo chịu, các bạn cũng không ham mê phim ảnh gì cả. Hôm nay thì có một cái vấn đề như này, đó là mình đang ốm, thế nên là giọng nghe nó cứ bị sao sao, nó cứ bị rè rè, nó cứ bị kiểu như là anh em nghe ồm 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 thì các bạn thông cảm nhá.
Yên tâm là sẽ cố gắng mau khỏi ốm để làm thật là nhiều video cho mọi người xem nè. Các bạn thấy video của Kẹo hay, đừng quên đó là hãy chia sẻ video và đăng ký kênh, nhấn chuông, ủng hộ cho Kẹo nha. Rất là cảm ơn mọi người này. Chúng ta sẽ tiếp tục chạy lên trên phía thung lũng này, đang ở ngọn đồi của phía thung lũng rồi. Vâng, lúc này còn lại 15 người chơi mà thôi. Ây da, giờ là còn 14 này. Ui, mấy ông ấy kêu nhau ghê quá thật luôn ấy. Công bắn nhau thế tôi sợ rồi. Thế luôn, chơi game nhiều khi mình vào chơi để thư giãn mà mấy bạn này chơi cục xúc cực kỳ luôn. Thế luôn, kiểu cảm giác chơi căng não cực kỳ luôn. Ok, có một cái Scar này. Combo Scar với lại MP40 luôn. Một combo cực kỳ là dễ chơi, dễ lấy top 1 đấy. Thanh áo đỏ. À, áo đỏ thì chứng tỏ cái gì? Áo đỏ chứng tỏ là lên bảng đi em ơi. Đang định bảo là áo đỏ chứng tỏ ca ve nhưng mà nó lại chạy vào trong mất tiêu rồi. Cái đậu xanh này làm sao? Làm sao? Solo à? Ok, solo. Solo này, solo này. Vãi cả trưởng, đổi qua Scar, sấy luôn. Chú nghĩ chú là ai ở trên cái game Free Fire này? Ten ten. Và bây giờ còn lại 12 người chơi nữa mà thôi. Mình đang quần máu cái đã. Quấn full luôn anh em ơi, sao phải ngại nhỉ? Đấy. Sao phải ngại nhỉ, quấn full luôn chứ anh em. Tình hình hiện tại là mình vừa chạy thung lũng lên trên cổng trời này và vẫn phát hiện ra là chưa có ai cả, nó đang rất là vắng luôn. Qua đây, chúng ta có một căn nhà này là căn nhà gà. Thằng nào vậy? Thằng nào vậy? Thằng nào vậy? Chạy đâu Hải ơi. Lên bảng luôn, thề luôn, không cần phải nói nhiều luôn. 6 kill ngon lành cái nào. Và nó có rất là nhiều bom keo nha. Có lẽ là mình sẽ vào trong này quần máu cái đã. Đó. Cái gì thì cũng phải ăn chắc mặc bền anh em ơi. Cứ để máu anh em phang thằng nào cũng được. Đó, anh em chơi thằng nào cũng được luôn. Không cần phải gọi là xoắn quẩy anh em nhỉ. Đấy, anh em thấy nó nhiều bom keo chưa? Có lẽ là gặp phải shipper bom keo rồi. Lượm lắm bom keo để làm cái gì? Để trở thành shipper hả bạn ơi? Ten ten, một mái tóc xanh tím, đó là cái bộ trang phục này, bộ trang phục người nữ thỏ neon. Nói chung là đẹp, nói chung là chất lượng. Vãi trưởng, hình như là ở phía dưới có người thì phải. Đâu rồi ta anh em? À đây, đây rồi. Úi dồi, chạy à, chạy à? Chạy hả? Chạy nổi không em? Xuống dưới xử nó luôn, thề luôn, láo nháo với Kẹo hả? Thế bây giờ làm sao? Có muốn solo không? Ok, tôi chạy vào trong luôn anh em. Thính thì có thêm được một quả bóng keo. Với lại là lượm luôn, tậu luôn cây Goza anh em. Nào, bên này có không nhỉ? Dựng quả bóng keo để phòng chữa anh em mới không nó sấy mình sấp mặt bây giờ. Dạo này anh em chơi kéo tâm vút tâm kinh lắm, thề luôn. Nhiều khi là vừa nhảy ra cái vỡ đầu rồi. Lên phía trên coi nào anh em ơi. Ten ten. 6 người chơi nữa thôi hả? Đấy, dựng quả bóng keo chắc ăn luôn anh em. Qua đây nhá. Nào, đâu rồi? 6 thằng nữa. À đây rồi. Úi dồi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy này, ngồi xổm cơ à? Khi mà mình đứng lên thì mình sẽ có được một cái vị trí vuốt headshot nó dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Đúng là gặp phải thanh niên ngáo anh em. Đây nhá, quấn full cây luôn nhá. Với cái việc quấn máu là mình không biết là một trận đấu mình quấn tổng khoảng là bao nhiêu máu nữa. Thế nhưng là cứ mỗi một cái pha giao tranh lại phải quấn đầy máu. Đó. Thế nên là cái lượng máu nên duy trì trong ba lô của anh em tầm khoảng 5 đến 6 túi là ổn nhất. Nếu như mà ba lô của anh em diện tích lớn dích thì có thể là 7-8 túi máu là vừa. Chứ còn là các bạn lượm nhiều quá thì nó cũng tốn cái diện tích của ba lô. Để dành đó lượm đạn, cứu mạng có phải là sướng hơn không anh em? Chúng ta có gì đây? Ê, mấy cái hòm xác này nó nghèo quá anh em nên là mình sẽ không có cân đâu nha. Ba người chơi nữa. Cơ hội chiến thắng của Kẹo lúc này đã lên đến đó là 25%. Đó, 25% cơ hội chiến thắng trong trận đấu này. Đồ đạc hiện tại thì theo như mình nhận xét là trận này đồ mình khá là ngon. Ok luôn. Mũ giáp ba lô đủ cả, toàn trang bị xịn sò không? Đã thế trang bị súng cũng xịn sò nữa. Đó, đúng không? Với lại thì hai cây súng Kẹo chơi cực kỳ là quen thuộc. Bô ra với lại một cây MP40 skin cực kỳ chất lượng. Thế này thì trận này mà không top 1 á, thì mình chơi game làm gì đã nghỉ game luôn. Đó, mình nghỉ làm clip cho anh em xem luôn. Nó cứ phải gọi là thẳng thắn như vậy. Rồi nha, chạy xuống đây. Chạy tung tăng. Và có ai không đây? Chưa thấy ai cả. À, một đứa bé đang chạy ra. Từ từ anh em ơi, từ từ. Dựng bom keo nhẹ nhàng thôi. Trêu nó tí vậy đó mà anh em. Kìa kìa, nhìn nó chạy kìa. Chạy ngáo thế hả em?
cái đậu xanh này lại còn chạy từ từ nữa, thề luôn. Tôi giả vờ tôi trêu nó thôi, nó chạy từ từ thật. Ok, 8Q. Ê, thằng cuối bây giờ là đến với màn solo 1v1 giữa mình và thanh niên cuối cùng rồi nha anh em. Hơi bị căng thẳng luôn. Bây giờ nhá, sẽ là như kiểu là vòng lựa chọn. Đấy, một trong hai người thì sẽ có người ở lại và sẽ có người phải ra đi thôi. Ok, mình nghĩ là với cái lượng trang bị gọi là trang bị súng toàn đồ tím như thế này mà mình không top 1 được nữa thì chắc là nghỉ game thật. Thề với anh em luôn, xóa game luôn, không chơi game nữa. Xạo chó tí nhở. À đây, nào thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu nhỉ? Trốn đâu vậy ta? Thề luôn, bây giờ còn mỗi anh với chú, có gì hai đứa nhảy ra solo như hai thằng đàn ông luôn. À quên, hôm nay mình chơi nhân vật nữ nhưng mà không sao, các bạn là chém gió tí mà anh em. Thằng kia đâu? Thằng quái đã đâu? Chú đang ở đâu hả? À, nó chạy đâu nhở? Khó hiểu ghê ta. Các bạn là bo vẫn đang còn khá là to, thế nên là mình sẽ phải xem là mình săn tìm nó xem. Chả biết nó ở đâu cơ. Có lẽ là mình nên chạy lên cái phía ngọn đồi kia đó, ở một cái vị trí cao hơn, các bạn sẽ dễ dàng quan sát hơn nhá. Đấy rồi, lên luôn nhở, lung linh là lên luôn, chạy thẳng lên luôn anh em ơi. Ơ, quả bóng keo này, lượm đôi quả nữa, 7 quả à. Ten 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 ten. Vắng tanh. Thế nhiều khi mình cảm giác mình nản ghê. Trong những cái pha kiểu như là đi kiếm người, cố gắng kiếm mãi, tìm kiếm một cái hy vọng rằng là à, ở đây ví dụ sẽ là có người, nhưng mà không có, thế mới cay cú phải không anh em? Đâu rồi, ở đây có ai nữa không vậy? Chưa thấy ai nè. Nani? Thế thì người đâu cả rồi vậy ta? À đi rồi, thằng nào dưới kia? Thằng nào dưới kia vậy? Úi dồi, làm sao chạy đâu? Dựng bông keo kìa. Mình cũng dựng bông keo luôn. Bây giờ nhá, cho nó ăn quả liễu chóa này. À, nhiều bông keo để làm gì? Đó, chạy xuống xử luôn. Muốn cái gì? Hả, à, đâu rồi? Đây à, lấy bản đi em ơi. Tuyệt vời. Bò ra luôn anh em ơi, tốt 1 rồi nhá. Cảm ơn tất cả anh em đang theo dõi và bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.